Chào quý vị và các bạn thân mến. Việc đang uh, kiểm tra lại mấy cái uh, đĩa CD của mình. Đĩa thì việc nhiều lắm nhưng mà mấy cái đĩa này đã, đã lâu rồi không chưa có xài. Lấy ra kiểm tra lại. À. Thì giờ đĩa này không có bán nha quý vị và bạn. Thì uh, soạn đĩa này ra thì việc mới nhớ lại là nhiều bạn hỏi việc như thế này. nên mua đầu CD về xài hay là mua đầu DAC về giải mã nhạc ở trên mạng. Đấy. Còn có nhiều bạn thì uh, hỏi là nhạc từ đĩa CD này nó có chất lượng bằng nhạc lossless ở trên mạng hay không? thì việc uh, trả lời y như tiêu đề nếu như có tiền không nên mua đầu DAC xài đầu giải mã xài quý vị và các bạn hỏi uh, tại sao thì tại vì việc thích xài đĩa cd theo ý kiến cá nhân của việc thì việc thích xài uh, đầu cd sử dụng đĩa cd hơn là sử dụng đầu DAC sử dụng nguồn nhạc trên mạng thì vì không thích. để mà nói về cái CD hay hơn cái đầu DAC hay không thì giữa hai ông này là hai cái trường phái khác nhau. Một ông thích xài đĩa CD và một ông thích xài đầu DAC để sử dụng nguồn nhạc ở trên mạng thì hai ông này cãi nhau bao nhiêu năm nay rồi đó và thậm chí việc dự đoán là cãi nhau 50 năm nữa cũng chưa có hồi kết quý vị và các bạn đấy hai ông này gặp nhau là cãi nhau không bao giờ là là ông nào là chịu thua ông nào đâu theo L... lý thuyết về mặt giấy tờ lý thuyết trên giấy tờ đó quý vị và các bạn thì những cái định dạng nhạc để xài cho đầu giải mã như là định dạng dsd thì nó hơn đĩa cd này rất là nhiều lần cái đó là lý thuyết trên giấy tờ và để kiểm chứng thực tế thì cho đến bây giờ thì đĩa cd vẫn còn được khá nhiều những anh em chơi audio lựa chọn và đặc biệt là những anh em chơi audio lâu năm, thì có nhiều bạn à, nói như thế này, cái đĩa cd này nó cũng là nhạc số, thì tại sao không sử dụng nhạc số trên mạng mà lại sử dụng đĩa cd? nói đến cái vấn đề này thì cãi nhau hoài nên việc cũng không muốn bàn chuyên sâu vào. Uh, việc nói như thế này quý vị và các bạn nhiều bạn hỏi cái uh, nhạc lét từ đâu ra thì được trả lời là nhạc lét được ghép từ đĩa cd gốc ra ừ, việc chỉ trả lời đơn giản thôi quý vị và các bạn có từng nghe người người xưa người ta nói uh, cái câu như thế này tam sao thất bản đấy thì việc nghĩ như thế có nhiều à, quý vị và các bạn hỏi việc là có từng nghe được âm thanh từ đầu giải mã đầu dc đắt tiền hay không thì việc cũng à, xin à, trả lời đến quý vị và các bạn những bạn có câu hỏi như thế này việc thì à, không có tiền để sắm nổi những cái thiết bị đó tuy nhiên thì việc cũng may mắn một vài lần được nghe à, chơi hai em thì cũng có mua những cái đầu giải à, mã đầu uh, DC đắt tiền thì theo việc là đắt thôi nha chứ còn không biết đối với quý vị và các bạn là đắt hay không thì việc thấy uh, mấy anh em này xài cái đầu uh, giải mã giá nó gần 200 triệu thì uh, việc đã từng nghe thử Đó. rồi thì khi nghe xong thì đối với cảm nhận mà uh, tai châu của việc thì việc vẫn không thích uh, đầu giải mã uh, việc thích uh, CD hơn tại vì việc cảm nhận là cd nó gần gũi hơn nó giàu nhạc tính hơn uh, nó dễ chạm đến cái trái tim của người nghe hơn và mấy anh mà xài cái đầu giải mã này rồi một thời gian thì mấy anh cũng phải công nhận là mấy anh quay gì về cd cái này nó cũng mênh mang mông lung lắm với vị các bạn nói chung ai thích cái gì thì xài cái nấy thôi Đó, chứ còn mà nói mà để uh, bàn cãi sâu á thì bàn cãi hoài bàn cãi không có hết đâu mà việc đó đã nói rồi cái uh, vấn đề này bàn cãi 50 năm nữa cũng chưa có xong nữa nói về uh, cái uh, vấn đề mà giữa đầu DAC và đầu CD này thì bàn cãi hoài nó cũng không hết đâu quý vị và các bạn nó mông lung lắm thì nó cũng tùy theo cảm nhận và tùy theo sở thích thôi mà cái cảm nhận này nó cũng không có thước đo nữa. Đó cảm nhận này nó không có cái thước đo chuẩn người thì cảm nhận như thế này người thì cảm nhận như thế kia rồi thôi chào quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau